Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 18 tháng 11 vừa qua cho thấy Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể về mặt công nghệ trong phát triển Hwasong 17. Tên lửa này có vị trí vô cùng quan trọng đặc biệt trong hệ thống vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng đã bay được gần 1.000 km trong 69 phút, đạt độ cao hơn 6.000 m. Tầm bay hơn 15.000 km, đủ để vươn tới Mỹ. Tên lửa sau đó đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Đây được xem là lần thử nghiệm quan trọng của loại tên lửa này. Hwasong 17 được giới thiệu lần đầu tiên trong một cuộc diễu hành quân sự của Triều Tiên vào năm 2020. Nó có thể được phóng trực tiếp từ phương tiện vận chuyển. Kích thước của Hwasong 17 cũng được giới phân tích phán đoán. Nó có thể mang nhiều đầu đạn, với mỗi đầu đạn nhắm vào một mục tiêu khác nhau. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm đối với hệ thống phòng thủ. Lượng khí thải CO2 của Trung Quốc đang trên đà giảm kể từ năm ngoái. Mỗi năm thì Trung Quốc thải ra gần 30% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Và thành công của nước này trong việc đáp ứng được các mục tiêu về khí thải có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan, mặc dù Trung Quốc đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực như năng lượng sạch và ô tô điện, song nước này vẫn tập trung vào điện than, sản xuất sắt và thép. Tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc vẫn ở mức cao, có thể ảnh hưởng tới các mục tiêu về khí hậu. Trung Quốc được kỳ vọng đạt mục tiêu về đạt đỉnh khí thải vào năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại lượng phát thải của nước này có thể vẫn tăng đáng kể trong thập kỷ này do Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng có phát thải nhiều nhằm giải quyết lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định kinh tế. Báo cáo thường niên của Dự án Carbon Toàn cầu công bố tháng này cho biết, ước tính khí thải CO2 của Trung Quốc sẽ giảm 0,9% trong năm 2022. Tuy nhiên, mức giảm này đạt được là do chính sách không COVID. Giới chức bang New York, miền đông nước Mỹ, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm khu vực này đang phải hứng chịu một trận bão tuyết kỷ lục và cực kỳ nguy hiểm. Một cơn bão tuyết khổng lồ đang càn quét khu vực phía tây bang New York, gây ra tuyết rơi dày tới hơn 1,8 mét. Đã có hơn 90 vụ đâm xe được ghi nhận, khoảng 280 người được cứu hộ do bị mắc kẹt trên đường vì bão tuyết, trong khi 1.600 người khác phải gánh chịu cảnh mất điện. Cơn bão tuyết cũng đã khiến ít nhất 2 người tử vong do các sự cố liên quan đến tim mạch. Đây là cơn bão rất khó dự đoán, với vùng tuyết di chuyển lên xuống nhanh, rất ẩm và dữ dội. Bên cạnh New York, có 5 bang khác ở Mỹ là Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio và Pennsylvania cũng đang phải đối mặt với báo động thời tiết xấu. Không chạy theo trào lưu giảm giá mạnh các mặt hàng vào dịp lễ cuối năm nhằm kích thích người tiêu dùng, thúc đẩy doanh số bán hàng và tối đa hóa lợi nhuận, một số doanh nghiệp của Bỉ đã đóng cửa vào ngày Black Friday 25 tháng 11, vốn được cho là ngày hội mua sắm của cả thế giới. Và thay vào đó, xu hướng của ngày thứ 6 xanh lại đang lên ngôi tại vương quốc này. Thay vì giảm giá mạnh sản phẩm, Dilly & Camilly, thương hiệu về trang trí nội thất của Bỉ, lựa chọn đóng cửa tất cả các cửa hàng cũng như cửa hàng trực tuyến của mình trong ngày này và phát động ngày thứ 6 xanh nhằm khuyến khích khách hàng suy nghĩ lại về thói quen tiêu dùng. Theo Dilly & Camilly, ngày thứ 6 xanh đóng góp cho thiên nhiên theo những cách khác nhau. Cũng thông qua ngày này, hãng hy vọng khách hàng sẽ suy nghĩ kỹ càng về việc liệu họ có thực sự cần một món đồ mới hay không. Công ty thời trang Sender của Bỉ cũng đóng cửa và cửa hàng trực tuyến vào ngày 25 tháng 11 tới với lý do tương tự. Ngày Black Friday là một ý tưởng bắt đầu từ nước Mỹ vào năm 1965, sau đó ngày càng trở nên phổ biến ở châu Âu với nhiều cửa hàng giảm giá lớn. Tuy nhiên, hiện nay, một số doanh nghiệp có trách nhiệm của Bỉ đang rời xa ngày khuyến mại khủng này và hướng khách hàng tới ý thức tiêu dùng có trách nhiệm và thân thiện với môi trường.